Sau gần một tháng tạm nghỉ thì đến giữa tuần này, một vài sân cỏ trên khắp châu Âu sẽ sôi động trở lại với các loạt trận tứ kết UEFA Champions League. Cuộc đối đầu được coi là tâm điểm nhất phải kể đến Manchester City tiếp đón Bayern Munich lượt đi trên sân nhà Etihad. Còn riêng với Pep Guardiola thì cuộc đối đầu này đã trở nên vô cùng đặc biệt, bởi lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến nước Anh, Pep mới có cơ hội được chạm mặt đội bóng cũ tại một đấu trường chính thức. Bên cạnh đó, Man City gặp Bayern Munich cũng là dịp để người hâm mộ bóng đá chứng kiến một màn tái ngộ khác giữa huấn luyện viên người Tây Ban Nha và kẻ được coi là khắc tinh của ông, Thomas Tuchel. Trước tiên phải khẳng định rằng Thomas Tuchel cực kỳ ngưỡng mộ những gì mà Pep Guardiola đã đạt được trên cương vị một nhà cầm quân. Lần đầu tiên hai con người đại tài này đối đầu với nhau là tại một trận đấu cúp thuộc quốc gia Đức vào tháng 10 năm 2013. Thời điểm đó, Pep Guardiola đang ở đỉnh cao thế giới bóng đá khi hai lần nhận chức vô địch Champions League cùng Barcelona. Ngày hôm đó, tuy Bayern Munich thắng dễ, nhưng Pep Guardiola đã đánh giá rất cao người đồng nghiệp đến từ nước Đức của mình. Thường ngày, Pep vẫn hay khen bóng gió đối thủ của ông kiểu như vậy. Nhưng lần này, đó là sự nghiêm túc. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần và buộc công chúng phải hướng sự chú ý của mình đến Thomas Tuchel. Tuchel rất sáng tạo. Ông ấy thật sự là một trong số ít những nhà cầm quân mà tôi phải liên tục học hỏi nếu muốn trở thành một chiến lược gia giỏi hơn. Tuchel tuyệt vời ở mọi khía cạnh. Cá nhân tôi đã rất ngưỡng mộ ông ấy từ khi ông ấy còn làm việc cho Mainz 05. Tôi đam mê cách mà đội bóng của ông ấy tập luyện và tiếp cận trận đấu. Tuchel sẽ khiến cho cả thế giới bóng đá phát triển về phía trước. Phải nhớ là rất ít các huấn luyện viên ở châu Âu nhận được sự kính nể của Pep Guardiola. Đáp lại lòng tốt đó, Thomas Tuchel cũng đã có những cảm nhận tương tự về người tiền bối của mình. Và cứ thế, sự kinh địch giữa hai nhà cầm sao vàng này đã được xây dựng bằng lòng ngưỡng mộ, chứ không phải qua những khoảnh khắc hận thù. Tuy nhiên, kẻ đã đẩy Pep xuống vực sâu tuyệt vọng 8 năm sau đó cũng chính là người bạn tầm giàu trên. Tham vọng về một cú ăn bốn lịch sử của Man City trong mùa giải 2020-2021 đã bị Chelsea của Thomas Tuchel ngăn chặn đi một nửa. Trước đó, huấn luyện viên người Đức chưa bao giờ thắng Pep thì thôi, nhưng một khi đã có cơ hội thì phải làm tới 3 lần liên tiếp. Và đau đớn hơn cả, trong cái lần có thể tiến sát nhất tới danh hiệu Champions League kể từ khi rời Barcelona, Pep Guardiola đã bị Tuchel chiếm hết spotlight trong một đêm Braga ngột ngạt giữa mùa đại dịch Covid-19. Quay trở về thời điểm hiện tại, sẽ là không quá nếu nói rằng Thomas Tuchel chính là khắc tinh của Pep Guardiola về mặt chiến thuật. Theo thời gian thì Pep ngày càng cảm thấy rõ sự khó khăn ngột ngạt của mình trong việc đánh bại Tuchel, đặc biệt tại những đấu trường cúp. Sau khi rời nước Đức, cả hai tái ngộ nhau tại xứ sương mù. Tuchel đã có chuỗi 3 trận đấu liên tiếp khiến cho Pep phải ôm hận, đặc biệt điều này diễn ra ở bán kết FA Cup và chung kết Champions League. Trong khi đó, cả 5 chiến thắng của huấn luyện viên Man City đều xảy ra ở mặt trận ngoại hạng Anh. Sau trận chung kết Champions League năm 2021, nhiều người đổ lỗi cho Pep Guardiola là ông đã nghĩ quá nhiều khi không hề sử dụng một tiền vệ trụ đúng nghĩa nào, để rồi dẫn đến việc bị Chelsea trừng phạt sau một pha phản công đầy sắc bén. Nhưng ai ý kiến thì cứ ý kiến, Pep vẫn cứ kệ, bỏ ngoài tai và không rút ra bài học gì. Khác với những mặc định từ phía đám đông rằng Pep Guardiola là một kiểu huấn luyện viên giỏi công nghiệp hóa, thì ông thực sự tiếp cận và chuẩn bị cho từng trận đấu kế tiếp theo cách chuyên biệt riêng, không lần nào giống lần nào. Thế nên cho đến ngày nay, Pep liên tục vẫn sáng tạo, và chắc chắn trong đó bao gồm các cuộc đối đầu với Bayern Munich sắp tới. Pep Guardiola từ xưa đến nay vẫn luôn là người đi tiên phong trong cuộc cách mạng chiến thuật, khi xu hướng kéo hậu vệ cánh vào làm tiền vệ bổ sung đã trở nên thịnh hành trên khắp châu Âu. Sơ đồ 3-2-4-1 khi kiểm soát bóng của Man City đã khiến cho Liverpool thất bại 1-4 ngay tại thánh địa Anfield. 90 phút hôm đó, những vị khách đạt tỷ lệ sở hữu bóng lên tới 68% và tung ra 17 cú dứt điểm. Pep không ngừng tiến hóa và Tuchel cũng cập nhật theo. João Cancelo chơi như thế nào ở Man City thì giờ đây anh cũng thể hiện vai trò tương tự ở Munich. Tích cực bó vào trung lộ và trở thành cặp tiền vệ trung tâm với Kimmich ở giữa sân là những gì mà Cancelo đã làm trong chiến thắng trước Freiburg mới đây ở Bundesliga. Tuchel chưa bao giờ tỏ ra ngại ngùng khi phải thừa nhận rằng bản thân ông cũng liên tục học hỏi, thậm chí là sao chép lại từ những người giỏi hơn. Chiến thắng luôn là mục tiêu tối thượng, và nếu Pep biến chuyển một thì Tuchel sẽ thay đổi hai. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như vậy. Hơn ai hết,
Tuchel biết rất rõ cách để đánh bại Man City trong những trận đấu loại trực tiếp. Và giờ đây, nhiệm vụ của Tuchel là cần phải chỉ dạy cho các học trò mới của mình tại Bayern nắm giữ bí quyết đó. Trong quá khứ, đúng là Pep đã nhiều lần vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường cũng bởi Thomas Tuchel. Do đó, khi những La Tham mê rủi, đưa Man City đụng độ Bayern Munich, thì huấn luyện viên người Tây Ban Nha tỏ ra khá hào hứng. Tôi bất ngờ khi Nagelsmann bị sa thải, nhưng thực sự thì Tuchel là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất hiện tại, có thể là trên cả thế giới. Ông ấy đã làm rất tốt công việc của mình ở mọi nơi, Đức, Pháp, Anh. Vì vậy thật tuyệt vời khi tôi được gặp lại ông ấy trong một trận đấu. Khi ban lãnh đạo của Bayern Munich bổ nhiệm Thomas Tuchel vào chiếc ghế nóng để thay cho Julian Nagelsmann chỉ vài tuần trước khi diễn ra loạt trận tứ kết Champions League, chắc hẳn một vài suy nghĩ trong đầu Pep là về việc những vị sếp cũ đã quá hiểu mình rồi. Tại châu Âu vào lúc này, nếu tìm ra một chiến lược gia khắc chế được Man City trong một cặp trận loại trực tiếp thì chỉ có Tuchel. Mùa giải 2020-2021, Man City có một hành trình ngọt ngào tại Champions League. Thế nhưng bàn thắng vàng của Kai Havertz đã khiến mọi nỗ lực của thầy trò Pep Guardiola đổ sông đổ biển. Dù vậy, thuyền trưởng của Man City đến nay vẫn cho rằng trận chung kết 2 năm về trước sẽ trở thành câu chuyện của quá khứ. Pep sẽ luôn cùng các cầu thủ của mình trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi đã gửi lời chúc mừng tới Tuchel về chiếc vô địch Champions League đó. Đó là điều luôn xảy ra trong thế giới bóng đá. Bóng đá là phải có kẻ thắng, người thua. Man City chúng tôi đã thất bại, nhưng các cầu thủ thì vẫn đang ở đây. Toàn câu lạc bộ sẽ cùng nhau làm lại như một điều hiển nhiên. Chắc chắn những nỗ lực của chúng tôi sẽ được đền đáp. Sau tất cả, trận tứ kết lượt đi Champions League giữa hai câu lạc bộ Man City và Bayern Munich sẽ chính thức diễn ra vào ngày 14 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Nhiều khả năng màn đỏ sức trên băng ghế huấn luyện sắp tới cũng sẽ là một chương khác trong câu chuyện mối thâm thù giữa Pep và Tuchel. Đội bóng của Pep có lợi thế sân nhà và họ sẽ muốn ghi thật nhiều bàn thắng nhất có thể để nắm lấy trong tay quyền tự quyết. Nhưng hãy nhớ một điều rằng, ông Sam Bavaria vẫn đang bất bại tại Champions League mùa này.